Dạ vâng em Tùng, xin chào anh em. Thì hôm nay em lên Makita nội địa Nhật, bao gồm một máy một pin một sạc, một máy một pin một sạc. Em có hai bộ, một là TD137, TD137, thì Made in Japan, Rolex. Thì con này mới 95-96% nhân zin, và đi kèm với nó là một pin 4A và một sạc điện 120. Sạc này mới 100%. Đấy. Bộ này 3,4 triệu và một bộ rút led luôn, TD136, rất mới rất đẹp luôn, có điều chỉnh tốc độ và đi kèm với một pin 4A. Có điều tốc độ luôn và giá cũng 3,4 triệu. Rồi ok, thì em sạc này sạc new, điện 120V, cũng 120V. Nếu mà anh em muốn lên 220 thì là 3,5 triệu một bộ, 3,5 triệu một bộ. Rồi em sẽ test cho anh em và full chức năng cho anh em. Cái này những anh em mà đi bán ốc này, bán tôn này, làm quảng cáo này, làm gỗ làm sắt các kiểu. Ok, thì nó có 4 cấp độ điều chỉnh tốc độ ở dưới này. Đây là khoan búa luôn nha. Rồi, vặn vít. Rút led motor. Cấp 1, cấp 2. Cấp 3. Có đèn. Rất gọn nhẹ và đẹp nha anh em. Và giá 3,4 triệu, nếu mà anh em lên 220 sạc thì 3,5 triệu. Rồi, em tới em này. Tới đây 137 cũng giá 3,4 triệu, và nếu lên sạc 3,5 triệu nó cũng có báo hở pin luôn. Khoan. Cấp 1. Cấp 2. Cấp 3. Rất là lực luôn nha anh em. Và hai máy này nếu mà anh em mua thì bảo hành cho anh em 3 tháng tất cả. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.